quay cho tất cả anh em. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một món ăn ưa thích của bọn gà và bọn ngan ở trong bản. Mùa này là mùa bắt đầu vào mùa khô. Tuy nhiên thì mối ở trong bản rất nhiều ạ. Có một khúc gỗ mục và lật lên, các bạn có thể nhìn thấy một đàn gà con. Có rất rất nhiều mối đây ạ. Đây ạ. Là, các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhiều mối. Và các bạn ngan đây nữa. Đấy, các bạn ngan này. Đàn mối đây. Đây, rất rất nhiều. Cái chỗ này mà lại để dài một ít gỗ xuống đây nữa thì rất nhiều mối ạ. Bản thì ở trong rừng nên là rất rất nhiều mối.